Kính mời đại chúng chúng ta ngồi. Đúng hôm nay chúng ta tiếp tục học cái bài hôm trước. Dạ mô Phật, kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục nghiên cứu cái bài Có một đời sống. Hôm trước ta học trước một phần và hôm nay chúng ta tiếp tục nghiên cứu thêm. Trước khi vào bài học thì thầy xin thưa với đại chúng rằng là có thể chúng ta học rất nhiều điều bổ ích trong cuộc sống trong từng 2-3 năm nay, nhưng mà cái chuyện chúng ta sử dụng những cái sự hiểu biết đó vào trong đời sống hay không là do ở nơi từng cá nhân. Vì lẽ một điều đương nhiên ta học trước đó rồi, Phật đã từng nói ta chỉ là người chỉ đường thôi, còn có đi trên con đường đó hay không là do cái người thực tập hành trì nữa thì mới thành công. Và nếu như vị lương y mà ra một cái toa thuốc hoặc là khám chữa trị bệnh cho ta mà ta chỉ hiểu trên cái ngôn ngữ, hiểu trên cái chữ viết, biết trên cái mặt giấy thì bệnh của chúng ta dứt khoát sẽ không hết. Cũng như vậy, thầy nhắc quý vị là lâu lâu chúng ta kiểm lại, dài 3 ngày chúng ta kiểm lại thử cái sự hiểu biết của ta trong đời sống này nó như thế nào. Quý vị nên biết ngày xưa khi mà còn chiến tranh ác liệt thì cuộc sống mặc dù nó bấp bênh thiệt nhưng mà nó không dễ sợ bằng cuộc sống bây giờ. Thầy cấm đoan một điều như thế. Nó đủ thứ cái trường hợp xảy ra, bệnh hoạn, tai nạn, chết chóc, những cái thứ nó xung quanh bên nhà của ta, ta đều thấy từng giờ từng ngày. Mà nếu như ta không sống chánh niệm tỉnh giác thì là buộc lòng ta sẽ khổ. Mà không phải ta khổ không, mà ta làm phiền cho người khác. Quý vị cứ tưởng tượng rằng khi ta bệnh, ta đau cái thể xác ta thôi, nhưng mà những người mà họ nuôi bệnh của ta tại nhà thương, tại bệnh viện thì người ta bệnh gấp đôi gấp ba mình nữa, phải không ạ? Cho nên phải chia phiên với nhau để mà đi chăm người bệnh, rất là cực khổ, rất là xót, chứ không phải không. Có thể là khi ta chăm được 1-2 ngày về tới nhà ta cũng đổ bệnh theo người bệnh nhân đó luôn, đúng không ạ? Thành thử ra là cái vấn đề mà sinh lão bệnh tử, bệnh hoạn đau đớn thì ai cũng có, nhưng mà những cái mà chúng ta bất cẩn, những cái chúng ta vô ý, những cái chúng ta thờ ơ, vô hình chung chúng ta tạo cái nỗi khổ cho ta và cho những người thương trong gia đình của mình thì cái điều này thật là đáng tiếc. Cho nên ta chọn một cái bài học Có một đời sống. Đời sống này không phải là gì, nó đung đuổi ta có những cái cách sống, nó thờ ơ quay mặt lại với những cái chúng ta kiểm soát được. Chúng ta thấy ra đường, đa phần chúng ta thấy từ lục căn, mắt tai mũi lưỡi thân, khi tiếp xúc với những cái cảnh trần, với những cái hoàn cảnh môi trường con người bên ngoài, ta vẫn rất là dễ bị những cái sự việc nó kéo theo, đúng không ạ? Thầy ví dụ một người đàng hoàng cho cách mấy, nhưng nếu vào trong cái tiệc tùng hội họp cưới hỏi, ta ngồi bên dưới, người bên trên ca hát ở dưới, ta cũng lắc theo, ta cũng lắc theo, đó là điều tất nhiên. Thành thử ra là ta phải kiểm soát từng giờ từng ngày, con mắt của ta, cái lỗ tai, cái lỗ mũi, cái miệng,
để mà ta có cái đời sống tu tập thật tốt đẹp. Vì rằng là dù có nói thiên ngôn vạn ngữ, mà nếu mà chúng ta thiếu đi cái sự tỉnh giác chánh niệm thì thầy tin chắc rằng đời sống ta sẽ không bao giờ có một đời sống tốt đẹp, mà nó sẽ có một đời sống rất là phiền não, ưu tư, lo lắng. Đó là điều tất nhiên. Thì như vậy là để trước vào bài học thì thầy có chia sẻ đôi điều như vậy. Và điều quan trọng thứ hai nữa là có đôi khi chúng ta sống cảm tính nhiều hơn là chúng ta sống về lý trí. Vì sao? Vì từ ăn uống ngủ nghỉ, tất cả những cái sinh hoạt hàng ngày, hầu như ta không có kiểm soát được thân ta đang làm gì. Và người không kiểm soát được thì là nó sẽ đổ vỡ. Cho nên cái điều quan trọng thứ hai thầy muốn chia sẻ đến đại chúng là chúng ta phải luôn luôn cố gắng. Thật ra nó không khó, nhưng mà do cái nếp sống cũ của ta nó quen rồi, bây giờ chúng ta sửa lại thì nó hơi khó, nhưng mà nó sẽ được. Vì cái phương pháp chánh niệm này cả mấy ngàn năm nay, đây là một truyền thống của Phật giáo. Hầu như Phật giáo lấy cái tiêu chí chánh niệm là một cái tiêu chí tu tập. Vì chánh niệm nó có bàn bạc trong tất cả cái cuộc sống hàng ngày của ta, đi, đứng, nằm, ngồi, đó là oai nghi về thân. Mà nếu ta không chánh niệm thì là cái đi, đứng, nằm, ngồi của ta nó sẽ khác người. Mà khi khác người thì sẽ bị người này nói, người kia nói, hoặc giả là tự thân ta nhìn lại ta thấy nó có những cái sai trái lỗi lầm trong cái oai nghi. Đó là chánh niệm thân. Và cái chánh niệm tâm là ta phải luôn luôn có cái tuệ để ta soi chiếu. Ví dụ khi tai ta có những cái cử động, có những cái động tác nó không phải, thì ta phải soi chiếu ngay cái cánh tay của ta để ta không tiếp tục, phải không ạ? Khi chân của ta, cách ngồi của ta, cách nằm của ta, chỉ sợ là như vậy thôi. Có nghĩa là khi ta nằm, khi ta đi, khi ta đứng, người khác thấy sai mà mình không thấy sai. Và hoặc giả là nếu như ta có thấy sai thì ta cũng để mặc cho cái sai nó tiếp tục. Cái tuệ ở đây không có gì to tát, ta chỉ cần dừng lại và nhìn sâu vào những cái cử chỉ của ta, thì tự nhiên những cái động thái mà sai quấy với oai nghi tự nhiên nó sẽ tốt đẹp lên. Thầy xin cam đoan một điều đó. Vì là nếu mà chúng ta cố gắng thực tập thì nó sẽ được thôi. Đó là thân. Còn tâm như hồi nãy thầy có chia sẻ đó, ta dùng cái tuệ ta quán chiếu. Như vậy là trong nội tâm và ngoại thân chúng ta nó có kết hợp một cách ăn ý. Hôm nay chúng ta vào cái bài tiếp tục. Hôm trước chúng ta học tới cái gọi là gì ạ? Sự lựa chọn hoàn hảo, phải không ạ? Hôm trước vào cái mở đầu của cái bài học thì thầy có nhấn mạnh tới cái lục căn của ta. Hầu như dù sang, hèn, nghèo, giàu đều phải có sự hiện hữu của lục căn. Cái điều đầu tiên để mà ta bước chân vào cái dòng thánh là, xin thưa đại chúng, ta không thể phủ nhận và chối bỏ lục căn của mình. Lục căn đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Dù chúng sanh ở nước nào, nước phát triển hay là nước không phát triển, vân vân, đều phải có sự hiện hữu. Mà khi sự hiện hữu của nước này khác của nước nọ, có nghĩa là lục căn của người này có sự nhận biết khác của người kia, do những cái hoàn cảnh, môi trường, thu nhập. Hôm trước ta học rồi, phải không ạ? Hôm nay ta ôn lại như thế. Và từ những cái khác biệt đó mà ta có những cái sự chạy đua lẫn nhau. Thầy ví dụ, một người mà chúng ta khá giả thì chúng ta có những bữa ăn
chúng ta có những cái quần áo đẹp, chúng ta có những nhà cửa xe cộ, vật dụng tiện nghi, nó sẽ tốt đẹp hơn những người không khá. Thế thì là cũng là lục căn, nhưng mà cái nhận thức của những cái giới giàu nó khác giới nghèo, cái người khôn nó khác cái người khờ dại, cái người lanh lẹ khác cái người mà chậm chạp, đúng vậy không ạ? Thế thì là cái phương pháp này dành cho tất cả mọi giới, giới nào cũng có thể làm được, già trẻ bé lớn, giàu nghèo sang hèn, ngu muội ám muội hay là những người thông minh tài trí, đều phải sử dụng cái phương pháp chánh niệm để chúng ta làm mới cái đời sống của mình. Làm mới ở đây không phải là cái gì to tát, nhưng mà chúng ta quen theo cái nếp sống cũ, ăn thì ăn trong phiền não, uống cũng vậy, ngủ nghỉ cũng vậy, tắm rửa giặt giũ, mọi cái sinh hoạt động tác hầu như ta làm theo một cái bản năng. Mà xin thưa đại chúng, bản năng cảm tính, như hôm trước mình có chia sẻ cuối cái bài học, Phật có nói là: này các tỳ kheo, chỗ nào mà người ta sống có tham, có sân, có si, thì nơi ấy là chỗ ở của bàn sân, của súc vật. Đây là Phật nói. Có nghĩa là chúng ta sống một cách cảm tính và bản năng, thì nơi đó là Phật dạy là nơi sống của bàn sinh. Chữ bàn sinh có nghĩa là những cái động vật xương sống nằm ngang. Tất cả những loài động vật có xương sống nằm ngang thì gọi là bàn sinh. Còn chúng ta động vật bậc cao cho nên ta xương sống nằm dọc. Và thầy có đọc trên một cái tờ báo, người ta có một số cái loài động vật mà chúng ta không ngờ tới. Ví dụ như đơn thuần như loài rắn là chúng ta hay thấy và tiếp xúc nhiều, nhưng mà chúng ta không biết một điều rằng những loài rắn cực độc đó, khi mà cái lượng độc tố trong cơ thể nó không tiết hết ra bên ngoài môi trường, tức là nó không cắn con mồi để mà tiêu hao hết cái năng lượng độc tố trong cơ thể, thì khi cái tuổi nó về gần già thì cái giác mạc của con mắt nó sẽ mờ đi. Và khi nó mờ đi thì là nó tự ăn nuốt lấy cái thân của nó. Quý vị biết có một số loài rắn cực độc, có nghĩa là cái đuôi của nó hay quơ lại để mà chú ý con mồi, và khi con mồi tới thì nó cắn. Nhưng mà đến một lúc nào đó cái giác mạc nó không nhìn rõ nữa, nó cứ nhìn cái đuôi của nó là con mồi, cho nên nó tự ăn cái đuôi đó và nó ăn bản thân nó luôn. Đến khi còn cái đầu không thì nó tự chết. Như vậy suy ra một điều ta thấy rằng, nếu con người ta chứa quá nhiều cái độc tố bên trong thì không sớm muộn một ngày nào đó ta cũng làm tự khổ mình mà thôi. Đúng vậy không ạ? Bởi vì bây giờ ta còn đi đứng thẳng thớm, ta còn có sự quán xét nhận biết qua từng cái giác quan, qua từng cái cảm thọ, qua từng cái tri giác, để ta phân định đen trắng, những cái gì nên, những cái gì không, những cái gì sai, những cái gì phải, trái, ta đều biết được hết. Ta bỏ lỡ cơ hội này thì đến lúc mà lâm vào cái hoàn cảnh ta làm tự khổ mình thì lúc này chắc chắn không có Phật trời nào cứu ta được cả, xin thưa đại chúng. Đúng vậy không ạ? Bây giờ ta còn trẻ, ta còn đầy đủ tất cả những giác quan ta nhận thức, mặc dù tuổi có hơi lớn, có đau nhức, nhưng mà không vì thế mà ta gục ngã trước số phận. Số phận ở đây gọi là một sự vô thường chuyển đổi. Ai rồi cũng đến cái lứa tuổi đó, mà hễ có vô thường là phải có khổ thôi. Cho nên ta càng tu học á, xin thưa đại chúng, ta càng xa lìa những cái tham ưu ở đời, xa lìa những cái chấp nhất nhỏ nhặt, nhỏ nhoi trong đời sống hàng ngày, để ta tự tạo cái không gian trong lòng ta cho nó thật thoải mái, thênh thang. Và mỗi tối khi ta đặt lưng ta nằm xuống, ta mỉm cười với một ngày đã trôi qua, vì ta sống rất là trọn vẹn trong cách nhìn nhận, trong cái ngửi, cái nghe, cái xúc chạm, vân vân của đời sống ta. Thì thầy tin chắc rằng
mỗi đêm ta có một giấc ngủ an thì nhiều đêm sau đó ta có được niềm an lành. Còn nếu mà một ngày trôi qua, đến chiều tối ta đặt lưng ta nằm xuống dưới giường mà ta còn lo lắng, ta còn ưu tư, ta còn phiền não, thì đó là cái nhân để mà ta đọa vào những cái đọa xứ bàn sân súc vật, như lời Phật đã dạy ở trong kinh, đó là điều chắc chắn, phải không? Hôm trước mình có chia sẻ sống bằng tâm trạng nào thì chết ta sẽ tái lai tái sinh vào những cái tâm trạng ta đã chất chứa. Có nghĩa là ta cứ nghĩ rằng ta là một con người có tiền bạc, ăn nên làm ra. Và quý vị nên biết, tiền của nó làm cho con người mình thay đổi mà ta không nhận biết, phải không ạ? Ông bà mình dạy phú quý thì sinh gì? Sinh lễ nghĩa. Cái lễ nghĩa nó có hai mặt, thưa đại chúng. Lễ nghĩa mà nó đúng cách á, thì nó không làm khổ mình, khổ người. Mà lễ nghĩa không đúng cách thì tự nhiên nó sẽ làm khổ cho ta và khổ cho người khác. Vì sao? Vì khi hầu như trong đời sống hàng ngày ta gặp một rất nhiều cái đối tượng, khi họ có tiền thì cái lời nói họ nó có vẻ nó hoạt bát hơn, cái nhìn nhận họ nó có gì đó, nó hầu như nó tỏ ra hiểu biết hơn những người khác. Và những người khác họ hay thu mình lại. Những người khác ở đây là những cái nhóm người mà không khá giả đó, họ hay thu mình lại và họ hay nói là những người đó là đại gia, phải không ạ? Cho nên ca dao tục ngữ có nói là gì đó, tay mang cục bạc kè kè hả, nói bậy chúng nghe rầm rầm. Có nghĩa là cái cuộc đời của ta nó thay đổi một cách vô vị, nhưng mà ta cứ nghĩ rằng đó là sự sung sướng. Xin thưa đại chúng, trong cuộc đời sống ta nó có hai mặt, hạnh phúc và khổ đau. Hạnh phúc và khổ đau, phải không ạ? Bây giờ thầy xin hỏi đại chúng, ai định nghĩa giùm thầy hạnh phúc nghĩa là gì và khổ đau nghĩa là gì? Trong này ai cũng trải qua hết rồi đó. Có những lúc chúng ta vui, có những lúc chúng ta thỏa mãn, có những lúc chúng ta hài lòng, có những lúc chúng ta buồn bực, có những lúc chúng ta không ưa. Như vậy thì hạnh phúc và khổ đau là gì? Có ai biết không ạ? Xin thưa đại chúng, không biết thì thầy giải thích. Hạnh phúc là những cái như ý, còn khổ đau là những cái bất toại. Đúng vậy không ạ? Những cái gì mà nó bất toại nguyện của ta, nó bất như ý của ta thì ta cho là khổ đau. Và hạnh phúc là những điều như ý. Ví dụ như đầu năm đầu tháng mà ta hái được cái chữ như ý là ta mừng, ta mừng rỡ lắm. Hầu như năm nay là gia đình con, bản thân con được mọi điều như ý, phải không thầy? Như ý ta tạm gọi là ngọt ngào, bất toại ta gọi là đắng chát, đắng cay. Mà người biết học Phật á, phải quán chiếu cho thật sâu, dù có ngọt ngào hay là chua cay đắng chát, nó cũng là những trạng thái cảm thọ mà thôi. Mà những trạng thái cảm thọ thì nó thuộc cái tính chất không vĩnh cửu, nhà Phật gọi là vô gì? Vô thường. Đúng vậy không ạ? Mà hễ vô thường thì nó phải có gì? Nó phải có khổ đau thôi. Đó là điều rõ ràng. Đây là một cái sơ đồ để cho đại chúng mình nắm bắt rất rõ. Một bên là hạnh phúc, một bên là khổ đau. Thầy xin nói lại, hạnh phúc ta tạm gọi là như ý, là toại nguyện. Còn khổ đau là bất toại, bất như ý, ta tạm gọi là đắng chát, chua cay. Bên hạnh phúc ta gọi là gì? Ngọt ngào. Đúng không?
Nhưng mà với một người không tu, với một người thiếu sự tu học Phật pháp chân chánh, thì người ta khi khổ đau tới thì họ la làng cả xóm cùng nghe. Khi khổ đau tới thì họ bứt tóc, họ đấm ngực, họ làm giống như đời sống này ai ép người ta vào con đường cùng, giống như gần chết tới nơi. Chúng ta đã gặp trường hợp này chưa? Rõ ràng tôi bực mình cho ông chồng tôi bực mình cho cháu chắt tôi bực mình cho con cái tôi bực mình cho những người thân thương của tôi, hoàn toàn không phải. Cái bực mình đó không phải do một đối tượng nào. Nếu quả chăng có thì cũng là cái đời sống xã hội nó tạo nên những như vậy như vậy. Còn ta phải tự làm chủ lấy cuộc đời ta. Ta đã từng học làm chủ đời ta rồi phải không ạ? Nếu ta không làm chủ đời ta thì ta sẽ xô bồ theo những cái cảm thọ mà ta nhận được. Ví dụ như lúc nãy thầy có chia sẻ, khi khổ đau tới là ta đâu có chịu. Ta cứ muốn cái gì cũng phải như ý, cái gì cũng phải vui vẻ thoải mái. Nhưng xin thưa, tất cả những cái trạng thái tâm thức này đều là không. Tại sao gọi là không? Vì dù khổ đau hay hạnh phúc, vui vẻ hay buồn bã, thì cuối cùng rồi thì nó gì? Nó cũng sẽ tan biến. Vì nó là quyển. Mà quyển tức là không thật. Nhà Phật gọi là vô thường. Phải không ạ? Tại sao? Tại sao dám nói là vô thường? Vì bây giờ tôi vui chứ lát tôi sẽ buồn. Bây giờ tôi thả cảm thấy như ý chứ lát nữa tôi buôn bán không được, khách khứa nó không tới nó mua là tôi cảm thấy tôi buồn. Đó là những cái trạng thái tâm thức mà ta phải nhìn cho sâu, ta phải nhìn cho rõ. Còn nếu không ta bị phiền não, mà phiền não này không phải là người khác mang tới, thầy xin nhắc lại, không có một loại phiền não nào, nói mà cho nó rốt ráo, không có một loại phiền não nào người khác mang tới cho ta cả, mà ta là người làm ra nó. Mà đã làm ra nó thì ta phải là người gánh gì? Gánh chịu thôi. Đó là điều tất nhiên. Không có một đàn ông, đàn bà, năng phụ, lão hấu nào làm cho quý vị khổ hết trơn á. Thầy xin thưa điều đó rõ ràng vậy. Chúng ta đừng có đổ lỗi tại người kia nói câu đó mà tôi về tôi mất ăn mất ngủ. Tại người kia hành xử như vậy mà tôi về tôi nghĩ ngợi, tôi phiền não, tôi không vui trong bụng. Không phải. Quý vị nên nhớ, cái khoảng thời gian mà người ta làm mình khổ đó, nó chỉ mấy phút thôi. Còn cái mà ta tự gặm nhấm lương tâm ta hết ngày này qua tháng nọ, cái nào khổ hơn? Cái nào khổ hơn ạ? Ta tự dằn vặt, ta tự kéo dài cái cảm thọ khổ đó ra chứ. Chứ đâu phải là người ta mang khổ tới cho mình nhiều ngày, nhiều tháng như vậy đâu. Đúng vậy không ạ? Ta phải quán chiếu cho sâu vào cái này nha. Thầy không giảng gì cho cao siêu hết trơn á. Thầy chỉ nói những cái rất bình dị, như cơm ăn, nước uống hàng ngày thôi, mà lớp học chúng ta phải thực tập cho bằng được. Chứ nếu không á thì là bên này nó qua bên này thì nó đi mất rồi. Phải không? Nó không còn lại cái gì trong ta nữa cả. Như vậy thì thầy xin nói lại cái chỗ này. Tất cả những trạng thái, những sự nhận biết, những sự nhìn nhận, những sự cảm nhận của ta trong đời sống hàng ngày nó thông qua 6 căn. Phải không? Nhưng mà sự nhận biết thông qua 6 căn là những cái quyển, những cái không thật. Cho nên là nó vô thường. Mà vô thường là nó mong manh, nó tạm bợ, nó dễ hư, nó dễ vỡ, chứ không phải nó là sự vĩnh cửu. Thấy được điều này, ta nắm bắt vào nó, ta chú tâm vào nó, ta dẫn tâm vào chỗ này không thôi là ta tu đã thành công rồi. Tu thành công rồi. Hôm trước sở dĩ thầy không tiếp tục dạy bài tứ thiền là thầy muốn chúng ta phải quán chiếu thật sâu vào từng chân tơ kẻ tóc trong đời sống hàng ngày của ta. Nếu ta lơ là một cái thì ta sẽ bị tất cả các phiền não nó xâm nhập ngay. Tại sao thầy nói như thế? Vào thời Đức Phật có một vị tỳ kheo. Ông ta độc cư sống một mình bên cái bìa núi. Thì ở gần bìa núi có một cái ao nước.
Nhưng một đêm trăng tỏ, trời rất là thanh, thì ông ta đang tọa thiền thì ông ta nghe cái tiếng động ở dưới cái bờ nước đó, có một con rùa nó bò lên trên cái bờ. Và chúng ta biết đời sống của rùa là đời sống lưỡng cư, phải không ạ? Có thể sống dưới nước, có thể sống trên khô. Thế thì là đâu đó có một con giả can. Giả can ta hay tụng trong kinh, ta gặp cái tên này, cái tên gọi là giả can. Giả can gọi là con chó rừng, con chó rừng. Và trong thế giới động vật người ta là linh cẩu, thì anh ta đánh mùi từ thân con rùa đó toát ra, cho nên anh ta mon men tới. Thì chú rùa nhà ta rất là khôn, khi mà có những cái kẻ thù nguy hiểm nó sát tới gần, chó nhà ta cứ lấy chân khèo khèo, thì lần đầu tiên thì rùa ta thụt đầu vào và đụng tới trên cái lưng, thì rùa ta xếp luôn bốn cái chân vào, và chú chó nhà ta cứ hất qua hất lại, cứ ngỡ rằng đó là cái cục đá hay miếng cây gỗ gì đó. Đuối sức rồi thì anh ta bỏ đi. Như thế thì bảo toàn không? Rất an toàn. Thì từ đó vị tỳ kheo này mới quán chiếu rất sâu vào con rùa, và cứ bám sát vào những cái đó. Có nghĩa là đừng bao giờ ta tỏ ra mình là phải ăn to, là phải nói lớn, phải có danh vọng địa vị, phải có những cái gì để cho mọi người trọng dụng. Cái này xin thưa nó rất là ấu trĩ. Chữ ấu trĩ ở đây được dùng là thơ bé, nhỏ dại. Chúng ta thấy trong cánh đồng lúa đó, những cái hình ảnh rất là bình dị luôn. Cho nên quý vị chỉ cần nhìn sâu thôi là xung quanh quý vị toàn những pháp tu không đó, chứ ta không cần phải đọc kinh. Ví dụ như ta nhìn cái bông lúa hả, khi mà nó chưa chín đó thì nó thẳng không? Đúng vậy không ạ? Khi nó mới ra trổ đầm đầm á, cám nó còn dính vào trên hột lúa. Ta thấy cái vàng vàng dính lên cái hột lúa đó, đúng không ạ? Lúc mà khi mà lúa nó mới đậm sữa ở trong á, thì bông lúa rất là thẳng. Nhưng mà càng chín càng già thì bông lúa nó sẽ làm sao? Nó sẽ cong xuống. Thì người tu ta cũng vậy. Khi ta quán chiếu, ta tu thật sâu thì ta đều cúi đầu trước hết tất cả mọi người. Còn những người nào dương dương lên, cứ ra oai, cứ chứng tỏ là những người này còn non, vô cùng là non. Ta thấy điều này không ạ? Rất dễ hiểu chứ không có gì khó. Hầu như quanh nhà của ta, trong khuôn viên đất đai của ta đều là những pháp tu, xin thưa đại chúng. Đâu đâu cũng là Phật Pháp. Nếu mà ta biết tư duy tu tập thì ta nhìn vạn pháp. Chữ pháp ở đây gọi là đối tượng. Pháp mà thầy đang chia sẻ gọi là đối tượng nha. Tức là những cái pháp mà ta thấy bằng mắt, ta nghe bằng tai. Ví dụ như bây giờ chúng ta nhắm mắt lại, ta không thấy cái quạt nhưng mà ta vẫn nghe cái tiếng nó quay không? Thì tất cả những cái căn của ta tiếp xúc với tất cả các pháp bên ngoài là những cái đối tượng để ta nhận biết đó. Những đối tượng ta nhận biết thì là điều cho ta những bài học thật giá trị khi ta tu tập tại gia cư của ta, tại gia đình của ta, chứ không cần phải học thuộc nhiều kinh. Cho nên Phật Pháp có một cái ưu thế là gì? Áp dụng cho mọi đối tượng. Có thể là người ta không đọc được, không viết được, nhưng người ta vẫn tu thành công. Chúng ta tin điều này không? Tin. Bởi vì Pháp Phật không phải là nói cho hay, viết cho giỏi, ứng xử cho khéo léo, không cần thiết. Pháp Phật là những cái bàn bạc trong đời sống hàng ngày. Cho nên cái phương pháp chánh niệm có một đời sống tốt đẹp, không có gì quý hơn bằng ta quán chiếu lại nội thân của ta thông qua cái phương pháp hữu hiệu nhất. Đó là gì ạ? Hơi thở ra vào.
Có nhiều lần Thầy chia sẻ rằng có thể ta nhịn ăn, có thể ta nhịn uống, có thể ta nhịn mặc, ta nhịn tiêu xài, nhưng ta nhịn thở được không? Rất khó nhịn thở. Quý vị nhịn thở tưởng chừng 2 phút đi, ta sẽ thấy cái cảnh liền. Cho nên hơi thở là cái đời sống vô cùng giá trị. Nếu ta biết đem tâm vào hơi thở thì đời sống ta trở nên là an gì ạ? À? An gì? An gì? Giơ tay, ai nói gì? An gì? Nhanh nhanh lên. An gì ạ? À? An vui. Ai ai an vui giơ tay thầy coi. Thì nói ăn vui thì giơ tay lên. Lớp mình là cứ vẫn vậy. Rồi ai nói an lạc giơ tay. Không dám giơ tay. Quý vị nên biết cái cách học của mình á. Ngày xưa thật ra thầy học những cái ngôn ngữ như Anh, như Hán, như tiếng Quan Thoại đó, thầy cũng không có học giỏi lắm đâu. Nhưng mà thầy mạnh dạn, ví dụ như là thứ bảy chủ nhật gì đó ra nhà văn hóa thanh niên đó, thì trong cái giảng đường đại học nó có một cái khu nhà văn hóa thanh niên, thì mình cứ gặp người nước ngoài mình cứ hello, rồi mình cứ nói mạnh dạn như vậy, rồi từ nó quen. Thì ở đây cũng vậy, khi thầy nói, quý vị đừng có sợ là mình nói ra nó sai. Bởi vì không có ai sinh ra đời mà chúng ta đã biết hết đâu. Bản thân của thầy cũng vậy, cũng học từng người này một chút, học người kia một chút, học của vị này một chút, để góp lại thành một cái mà chúng ta tu, chứ không phải là để chúng ta đi ứng phó đạo tràng, nói năng với người khác. Cho nên chúng ta đừng có sợ sai. Tóm lại là an gì? Ăn gì? Ai ăn lạc giơ tay. Rồi ai ăn vui giơ tay. Mấy ông tăng nhà mình ăn gì? Dạ xin thưa an toàn. Rất rất an toàn. An toàn giống như con rùa lúc nãy phải không ạ? Đúng không? An toàn lắm luôn. Nếu mà chúng ta biết có bám theo hơi thở ra vào, khi hít vào dài ta ý thức được dài, thở ra ngắn ta biết là ngắn. Ta thấy cái người mà sắp viên tịch đó, gọi là viên tịch cho nó vui thôi. Sắp viên tịch là sắp gì ạ? À? Sắp lìa đời. Thì hơi thở người ta rất là gấp, đúng không ạ? Hơi thở rất là gấp và mắt người ta trợn lên, mắt người ta trợn lên. Hơi thở rất là ngắn, rất là gấp. Thì quý vị biết trong cái giây phút mà, trong cái giây phút mà giữa sinh và tử, và đùng một cái nhà cửa cháu chát nội ngoại, chồng chồng vợ vợ, anh em đùng một cái ta ngã xuống, hầu như ta mất trắng. Đúng vậy không ạ? À? Hầu như ta mất trắng. Có nghĩa là trước khi ta tắt hơi thở thì cơ thể ta nó vừa đau thân mà nó vừa gì ạ? À? Đau tâm nữa nha. Thân tâm chúng ta đều đau. Thân thì là chịu sự chi phối của cái gì? Phải không? Thân là chịu sự chi phối của anh đây. Còn tâm là chúng ta cố gắng bám vào cái như ý mà ta không chịu thấy cái mặt trái của như ý là những cái bất như ý. Đúng vậy không ạ? Bởi vì ta là chủ thể, ta làm ra tiền, ta tạo ra nhà cửa, ta mua được xe cộ, nhưng mà mạng sống ta không bao giờ mua được. Đúng vậy không? Mạng sống mua được không? Thế thì là khi ta sắp nhắm mắt á, xuôi tay á, thì thân ta cũng đau kịch liệt và tâm ta cũng khổ vô cùng. Cho nên ngay đây và bây giờ phải tạo dựng, thiết lập có một cái đời sống cực
kỳ thanh thản, để khi chúng ta vừa nằm xuống một cái là ta nhẹ nhàng ta ra đi, ta không còn bị tái sinh vào những cái nơi chốn khổ đau nữa. Cho nên học Phật Pháp khi ta hiểu được thì cái lợi ích và cái an toàn của ta hầu như đời này ta có, và mã những đời sau quý vị sung sướng vô cùng. Thầy xin cam đoan điều đó. Còn nếu quý vị cứ nghĩ đi, thầy xin nhắc lại, tiền năng bây giờ ta có này, nhà cửa ta có, xe cộ ta có, cháu nội cháu ngoại, con trai con gái, dâu rể, hầu như ta có mọi cái, ta không thiếu gì, ta không giàu có, ta không đại gia lắm, nhưng mà dù sao ta nhìn quanh nhìn quất, con ta nó cũng hiếu thảo, cháu chắc cũng đàng hoàng, ta vẫn an tâm rồi, phải không ạ? Thế mà đùng một cái ta bệnh xuống, ta sắp sửa tắt hơi thở, thì những cái mà ta bám víu hàng ngày đó, ta sợ bị mất. Ta sợ bị mất. Tiền nong tạo dựng ra ta chưa tiêu xài, nhà cửa dựng lên chưa tiêu xài, có nghĩa là đào giếng trồng cây nhưng mà chưa hưởng được, bây giờ ta chết thì cái tâm thức rất là nặng nề. Lúc đó cái tham đó nó bám theo ta, ta mang nguyên cả cái tham đó vào cái cõi gọi là vĩnh gì? Vĩnh hằng. Cõi vĩnh hằng là cõi gì cũng chả ai biết, nhưng mà trong nhà Phật gọi là có sự tái sinh. Sở dĩ ta học Phật Pháp như thế này là do gì? Không phải chết là hết, mà không phải chết là còn, mà ta không muốn đời sống vị lai của ta, cái gì có kết thúc là phải có lại khởi, khởi đầu. Đó là điều rõ ràng. Cây bắp chết thì có hạt bắp, cây con sẽ được mọc, mọc lên. Đúng vậy không? Đó là điều rõ ràng. Thân bây giờ ta thọ chấm dứt, nhưng mà ta vẫn theo cái sự gì? Trôi theo cái nghiệp ta đã dựng trước đó, ta thọ vào cho coi, chứ ta đâu có mất hẳn được, phải không? Vạn vật không có mất hẳn, mà nó chỉ chuyển đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác, do sự nhận thức của ta trong đời sống hàng ngày có tốt đẹp hay không mà thôi. Quan trọng bấy nhiêu thôi, chứ không có gì to tát cả. Ta phải nhận thức cho được, phải chế phục tham ưu ở đời, phải xa lìa những cái chấp nhất nhỏ nhặt không cần thiết, bởi vì những cái đó nó làm rối thêm cuộc đời tu của ta hàng giờ hàng ngày, chứ nó không làm tốt ta lên được. Quý vị cứ thử đi. Hôm trước thầy có hỏi lớp mình là người thương với người ghét, ai làm khổ mình nhiều hơn, phải không ạ? Tóm lại một điều là gì? Người ta thương mới làm khổ ta, còn người ghét thì họ chỉ ghét, họ làm mình ghét có 5-10 phút thôi rồi họ đi mất xác rồi. Còn cái người thương của ta đó, ta phải đối diện hàng ngày, ta phải ra vào cái nơi, cái cửa đó, cái ngõ đó, cái nhà đó, ta gặp hàng ngày. Mà đùng một cái mà lỡ nó không lo cho vợ cho con, nó không xây dựng gia đình tốt đẹp, thì cái phiền phức của ba mẹ sẽ là người gánh. Đúng vậy không ạ? Ừ. Thế thì là cái phiền phức này là người thương của ta làm ta khổ dữ lắm, ta cạn nước mắt, ta đau xé lòng cũng do người thương ta mang tới. Chúng ta phải nhìn cho sâu cái điều này. Có con khổ vì con, có cháu khổ vì cháu, có chồng khổ vì chồng, có bạn bè khổ vì bạn bè. Đó là điều tất nhiên, vì nó thuộc ra một cái gì ạ? Ta cứ sợ cô đơn, cho nên ta phải kiếm một cái gì đó ta làm. Ta phải kiếm một điều đó làm. Chúng ta hiểu chỗ này không? Chúng ta nghe kịp không? Ta đâu có chịu sống một mình. Mang đứa cháu nội về nhà ba mẹ nó, 5-7 bữa cũng nhớ, cũng chở nó về. Rồi thì hỏi tại sao mà không đi chùa, không học Pháp, kêu con mắc giữ cháu nội, con mắc giữ cháu ngoại, con mắc chăm đứa này, chăm đứa kia. Nhưng mà nó về nó sống với quý vị một khoảng thời gian quen rồi, ba mẹ nó bồng đi, ở đây cho ta nhớ cùi cùi, ta cũng điện thoại biểu bồng nó về đây để cho ở với nội, có đúng vậy không? Như vậy thì chính người thương làm cho ta cạn nước mắt,
chính người ta thương làm cho ta phải sát muối, nhiều hàng vạn mũi kim đâm vào tim của ta hàng giờ hàng ngày. Còn người ghét thì không có tạo, bởi vì ghét thương là hai mặt của một bàn tay. Mà nếu như mà người nào mà khờ đó, chúng ta không tỉnh giác, chúng ta không chánh niệm đó. Quý vị có thấy cái hình ảnh mà những người một bên thì cầm búa, một bên thì cầm cái đinh không ạ? Để đóng xuống, đúng không? Mà vô ý mà cái bàn tay phải đóng nhầm bàn tay trái thì họ có quấn cái bàn tay phải này không? Có không ạ? Chúng ta có chứ. Kể ra thì nó mắc cười, nhưng mà có. Trong đời sống ta cứ tự làm khổ mình. Giống như là cái người rất là khờ khạo, bàn tay phải đóng nhầm cái bàn tay trái vì công việc đóng đinh hay là làm cái gì đó, thì ta cứ đè cái bàn tay phải này ta đánh. Thì trong cuộc sống hàng ngày chúng ta cũng vậy. Có những cái lúc chúng ta rất là hầu như là thơ dại, chúng ta làm sao dùng cái từ gì cho đúng đây, có nghĩa là chúng ta hết sức lơ đãng và chúng ta không bao giờ quán chiếu vào cái thân tâm ta cho thật sâu sắc. Ta làm khổ mình nhiều lắm, có đúng vậy không? Ta dằn vặt của ta, ta nếm luyện đời mình vào một đống bùi nhùi không bao giờ giải thoát được. Rồi lúc đó ta lại trách tới trời, tới Phật, tới thần thánh. Khuôn viên nhà con đâu có sống xấu lắm đâu, không sống ác lắm đâu, mà tự nhiên bây giờ nó phải như vậy như kia. Rồi lỡ mà ta có một người con, một người cháu gì mà đổ bệnh, thì ta cứ nghĩ rằng là gì, tôi không sống ác mà tại sao bây giờ con cái tôi, cháu chắc tôi nó bị như vậy như kia. Có đúng vậy không? Ta có khi nào ta có cái tâm nghĩ này không ạ? Có, dứt khoát là có. Ta quên một điều rằng dù có đầu ấp tay gối, dù có moi ruột đẻ ra 9 tháng cưu mang, thì nghiệp mẹ với nghiệp con khác nhau nè, khác nhau, không giống. Cái chuyện mà đầu bạc tiễn đầu xanh ta gặp hàng ngày, phải không? Và khi mà đầu xanh ra đi thì cái người lớn, người cha, người mẹ, những bậc phụ huynh cứ khóc rấm rứt lên, tại sao không thế mạng tôi cho nó, chẳng thà tôi ra đi để cho con tôi được sống, có đúng vậy không? Nhưng xin thưa, trời kêu ai nấy gì, nấy dạ thôi. Cờ vào tay ai thì người đó nấy phất. Cái quan trọng bây giờ, ngay đây, tối chiều nay ta về nhà cũng vậy, làm ơn thực tập dùm cái những cái phương pháp mà mình đã học được ở đây dùm thầy, chịu không ạ? Để ta có một đời sống tốt khi sống, và ta bảo toàn an toàn cái nghiệp của ta khi ta mang qua đời khác. Ở đây có nhiều vị chúng ta từng đi máy bay, thì khi đi qua cái cửa mà người ta họ xét, phải không ạ? Hầu như những cái gì mà nó thuộc những cái cháy nổ này, những cái độc dược này, những cái thuốc hàng cấm, hàng quốc cấm, và những cái gì mà súng ống, dao mát là tự động cái máy nó kêu lên, đúng vậy không? Tự động cái máy nó kêu lên. Thì đó là những cái phương pháp chúng ta thấy được rằng, cho nên mỗi lần mà thầy ra bến xe, thầy đi tới nhà ga hay là đi tới sân bay, thầy đều nhìn tất cả mọi người, hàng trăm ngàn người, là những cái pháp để đối tượng để cho thầy tu được hết. Đó là những cái pháp, đó là những cái đối tượng, mà đối tượng là phải có cái chủ thể để nhìn nhận, để quan sát, đúng vậy không ạ? Ta không thể ta bay lên trời để quan sát được, do ta là một chúng sinh, so với các bậc thánh ta cũng là người đạp chân trên mặt đất, thì ta còn ăn, còn uống, còn muốn chơi, muốn thích đủ điều hết cả. Cho nên là cái sự lựa chọn hoàn hảo ở đây mà ta đặt ra không phải là cho một đối tượng nào riêng biệt, mà từ nam phụ lão ấu, thậm chí kể cả tục gia hay xuất gia, đều phải có sự lựa chọn thích đáng nhất cho ta. Vì suy cho cùng thì trong cuộc sống của ta đó, có những cái ta thấy được để ta tránh, nhưng mà có những cái ta đâu thấy được, phải không?
Thì ví dụ như là hệ ta mang vác cái gì mà qua cửa hải quan nó xét một cái nó kêu lên, cái máy nó kêu cái ten ten là họ biểu lui ra để họ xét lại, rồi người ta mới cho qua. Nhưng mà trong một mớ bồng bông trong tâm thức của ta từ hồi xưa đến nay, từ vô thủy kiếp, quý vị đâu có biết được, phải không? Cho nên có một lần trong cái trong kinh Tiểu Bộ Phật có kể như thế này nè, có nghĩa là có một lần vào thời Đức Phật Ca Diếp á, thì có một nhóm người, trong đó có tục gia cư sĩ, có những người xuất gia nữa, có quý thầy, có quý ni sư, sư cô được cùng đi đến đảnh lễ cái tháp của một vị cổ Phật. Đảnh lễ tháp của vị cổ Phật. Thì đi đằng trước tức là có một nhóm những người tu, và đi đằng sau thì có một nhóm của những vị cư sĩ cũng đi đảnh lễ cái tháp đó. Nhưng mà vô tình không biết ai đi đằng trước khạc một cái đống nước bọt có đàm nữa, thì một cái cô đi đằng sau, cô cứ nghĩ rằng là cái người đi phía trước, một vị sư cô đó đã khạc cái đống này, cái bãi nước bọt này, cho nên là cô mới ghé tai và cô nói với mấy người mà cùng đi trong một dãy đó. Cái con điếm nó dơ dễ sợ, cái con điếm nó dơ. Quý vị biết sau khi sinh ra 500 đời, hễ sinh ra làm thân gái là phải làm điếm, là phải làm gái hết 500 kiếp như vậy. Cho nên vì một lời nói thôi mà quý vị nên biết rằng, hồi nãy thầy có nói trong tâm thức ta là một mớ bồng bông rối ren, ta không nhận chân, ta không thấy biết hết người nào là người như thế nào, người tốt, người xấu, phải quấy, ta đâu có phân biệt được. Trong một mớ người mà cùng đi với ta, cùng tu học với ta, ta nhìn sâu ta có thể thấy được rằng những cái người có thể là thanh văn, là những vị Phật độc giác, hay là những vị đã gột sạch hết tất cả những cái phiền não, chứng đạt được ba la mật, chỉ còn chờ cơ hội thành một vị Phật chánh đẳng giác nữa là cùng. Thế mà ta vô tình thôi. Cái tội vô tình vẫn có cái nghiệp của vô tình, còn cái tội cố ý vẫn có cái nghiệp quả của tội cố ý gây ra. Chúng ta đồng ý chỗ này không ạ? Cho nên quay đi quay lại thì thầy cứ nhắc hoài cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý của ta, mà nhất là cái miệng. Khi miệng bộc phát ra những cái lời nói, buộc ta phải gánh chịu những cái hậu quả, thì là người con Phật ta không nên nói, phải không ạ? Chúng ta làm được điều này không? Bởi vì khi nói ra ta mang cái khẩu nghiệp, mà khẩu nghiệp thì nó phải có cái nghiệp quả chứ, phải không? Mà nghiệp quả bây giờ nó chưa tới thì ta dễ ngươi. Thường thường chúng sanh có cái tính kỳ, ta cứ nói cho bằng được, ta cứ trợn mắt cho bằng được, ta cứ vung tay múa chân cho bằng được, vì cái nghiệp quả nó còn ở đâu đâu, họ cứ nghĩ vậy. Cái nhân bây giờ tạo người ta không sợ. Vì sao không sợ? Thầy ví dụ nhé, khi ta nói một cái lời nói mà nó độc địa cỡ 5kg đi, mà nếu mà nó hiện ra trước mặt ta một cục 5kg, hoặc giả cái lời nói ta độc địa 10kg, cái nó nặng á, 10kg thì nó hiện ra 10kg, hoặc là 50kg hay là 100kg, thì lúc đó ta mới sợ, đúng vậy không? Còn cái này ta cứ tha hồ ta nói, ta cứ tha hồ ta nghĩ, và khi cái quả nó tới thì lúc này có muộn không ạ? Quá muộn. Do vậy mà trong kinh Phật dạy là gì? Nếu mà tội lỗi mà nó có hình tướng thì thế gian này không có chỗ để mà chứa đâu cho hết, đúng vậy không? Ta cứ nghĩ nó vô hình vô tướng, ta cứ nghĩ nó đâu đâu là mây là gió. Cái câu nói mà thầy không thích đó là gì? Lời nói như mây như gió, thoảng qua rồi thôi chứ để tâm chi. Tao có nghe người ta nói này không ạ? Ai khuyên một người mà một người khác buồn một người kia làm khổ họ đó, thì tao tới tao khuyên vậy đó: chị vui lên đi chứ, lời nói là mây là gió mà hơi đâu chị để bụng, phải không? Tao có khuyên ai kiểu này chưa?
ít nhiều cũng phải có. Bây giờ thầy đặt lại vấn đề, nếu lời nói đó là quý vị thì quý vị giải quyết làm sao? Cho nên ta có cái tính kỳ, đi khuyên người khác chứ ta không tự khuyên mình, đi nhìn người khác chứ ta không tự nhìn mình, đi nghe người khác chứ không tự nghe cái tiếng lòng của mình. Mà người không hiểu biết về mình thì người đó muôn đời vẫn là vô văn phàm, phàm phu thôi. Đừng nhìn ai mà hãy nhìn trực diện vào ta, hãy thấy cho được ta, phải hiểu cho được ta. Tóm lại, một sự lựa chọn hoàn hảo ở đây thầy đưa ra cho quý vị, có nghĩa là chúng ta nắm bắt cho được một số cái. Thứ nhất, khi sáu căn tiếp xúc sáu trần á, trước những cái sự bất toại, bất như ý thì là không để cho sân khởi. Rất dễ nghe quý vị. Thứ hai, trước những sự như ý xảy ra thì không để cho gì sân khởi, không để cho tham sinh khởi. Bấy nhiêu thôi nha, làm cả đời chưa xong á. Tại sao ta sân? Vì sự bất toại nó tới. Hồi xưa thầy hay đi mua đồ đó, mua bông, mua trái cây, hồi còn ở sư ông. Mà từng đó năm thầy ít lui tới những cái quán đó. Và khi người ta họ gặp lại thầy họ mừng lắm: thầy tới mua đồ của con, tới mua. Lâu nay thầy đi đâu? Thấy vắng thì thầy cũng không nói, thầy kêu đi xa. Và rồi họ hỏi thầy là có khỏe không, đồ này kia. Rồi thầy hỏi lại là có buôn bán được không. Mục đích của thầy hỏi là để thử cái tâm của họ thôi, chứ thầy không phải là bà Tám. Thử cái tâm của họ thôi. Thì họ nói buôn bán ế ẩm lắm thầy ơi. Lần đầu như mấy năm trước thầy thấy đó, có một mình quán con, bây giờ ba bên bốn phía nó mọc lên đầy, mà nó cũng cạnh tranh, nó bán với con cho bằng được. Có đúng vậy không? Đó là những tâm thức bất toại nguyện. Mà bất toại nguyện thì là sân nó sẽ khởi lên. Cho nên khi mắt tai mũi lưỡi sáu căn của ta tiếp xúc với sáu trần thì ta phải triệt tiêu cái anh sân này cho bằng được. Chúng ta nắm bắt được chưa? Kịp không? Cái thứ hai, khi mà hạnh phúc, vui vẻ, thỏa mãn, thỏa chí mà nó tới đó thì ta phải chế phục, đừng cho tham tiếp tục. Nào, hai cái điểm này thôi cực kỳ quan trọng, vô cùng quan trọng. Vì sao? Vì suy cho cùng, hết giờ chưa ạ? Trong cho nó hết. Vì suy cho cùng, cái hạnh phúc và khổ đau này là những cái gì? Những cái sự, một là ưa thích, hai là chán ghét. Hễ khổ đau là ta có chán ghét không? Chán ghét. Hạnh phúc thì ưa thích không? Rất rõ ràng, không có gì khó cả. Như vậy thì khi ưa thích, hạnh phúc nó tới thì ta buộc lòng không được gì? Không được tham, rất dễ. Cái thứ hai, khi khổ đau bất toại nguyện, có nghĩa là cái sự chán ghét nó đang chớm nở, nó đang khởi dậy trong tâm, thì cái sân ta phải nên dập tắt. Vì sao ạ? Vì thường thường cầu bất đắc khổ. Những cái gì ta mong mỏi, những cái gì ta tìm kiếm mà nó không có, nó không như ý của ta thì ta đau khổ. Mà đau khổ thì ta gì? Ta nổi gì? Ta nổi cáo, ta nổi quạo, ta nổi sân. Đó là điều tất nhiên. Chỉ hai cái điểm đó nghe, hứa làm cho bằng được. Nhưng mà thường thường khi tham nó khởi là ta biết ngay lúc đó hạnh phúc có mặt. Hạnh phúc có mặt đó. Cho nên
Thầy nghĩ cái hạnh phúc rất đơn giản. Hạnh phúc đơn giản lắm. Hạnh phúc nhất là gì ạ? À? Khi ngứa mà được gả. Vậy thôi, chứ không cần tiền bạc gì. Quý vị cứ nhìn sâu đi. Lỡ mà chúng ta ngứa cái chỗ nào mà người ta giữ lại, người ta không cho mình gả, quý vị chịu được không? Được không ạ? À? Rất đơn giản vậy thôi, chứ không cần gì tiền bạc vàng muôn bạc đóng gì hết. Không phải là cứ mỗi tháng dành dụm rồi đổ một cây đôi cây cất. Cái đó nó khổ lắm nha. Cái đó khổ vô cùng, coi chừng chết là ta bám vào vàng. Mà vàng là một vật vô thức. Ta là người hữu tình. Nghe cho kỹ. Ta là một chúng sinh hữu tình, tức là có cái tình chất, có cái kiến thức, có sự nhận biết. Mà tiền và vàng là những cái vô thức mà ta đem tâm ta dính vào đó. Mà người tham càng nhiều thì chết làm cái gì quý vị biết không? Ngạ quỷ. Mà ngạ quỷ trong kinh diễn tả là gì? Ăn uống khó khăn, lửa trong bụng nó cứ nó hừng hực nó cháy. Thật ra cái hình ảnh này ta chưa thấy ở đâu, nhưng mà ta cứ nhìn lại cái đời sống của ta. Có khi nào có những giây phút ta làm ngạ quỷ đó, có những giây phút ta làm A-tu-la, có những giây phút ta làm nhân, làm thiên, đầy hết. Đố quý vị khi nào ta làm A-tu-la? Khi nào A-tu-la? Khi sân khởi là A-tu-la mở cửa. Và khi nào mà ta làm thân ngạ quỷ ạ? Khi có mặt của sự tham. Cho nên cẩn thận nha. Làm được bao nhiêu vàng gửi thầy đi. Nói chơi thôi nha, chứ thầy giữ cũng không làm gì. Bây giờ thầy đố quý vị một cái này thôi. Tức là cái người mà người ta của ít đó, mà khi họ chết bất đắc kỳ tử, thì cái lòng tham của họ nó ít hơn hay là cái người nhiều của ít hơn? Bấy nhiêu thôi, ta cứ làm hai cái bài toán là tự động ta nhẩm ra liền. Cái người mà ít của khi họ chết thì cái lòng tham của họ bám víu vào vật chất nó ít hơn hay là cái người nhiều của? Cho nên người nào nhiều của cẩn thận giùm thầy. Cẩn thận giùm thầy. Cẩn thận giùm. Chúng ta thấy cái điều này đúng không ạ? Ít của thì cái lòng tham họ nó sẽ ít hơn chứ. Còn người nhiều của là khi chúng ta chết là chúng ta mất trắng, hoàn toàn mất trắng. Của mình làm ra người sống người ta hưởng, chứ còn người chết không hưởng, không mang theo được. Cho nên cái sự tiếc nuối của ta đó, nó sẽ nhiều hơn là người ít của. Cho nên ta, ai trong lớp mình mà không có khá giả, ta cứ bằng lòng vui vẻ. Vì khi ta ra đi, ta rơi ra đi rất nhẹ nhàng. Rất là nhẹ nhàng. Còn nếu mà ta cứ cất đầu này, ta giấu đầu kia, mà nó khổ dài nữa nè. Nó khổ một cái gì nữa. Tức là nếu mà đụng con hư, chồng phá, thì là ta đâu có để ở nhà. Ta đi gửi, xong rồi ta giấu chỗ này, ta giấu chỗ kia. Có vậy không ạ? À? Giấu bớt, gửi bớt, chứ không là để bị phá hết. Như vậy thì ở trong nhà ta đã khổ rồi, mà gửi cho người hàng xóm ta còn lo nữa. Cứ dài ba bữa ta ghé tới, con không chị? Rồi dài ba bữa khác ta ghé tới chỗ khác, anh gửi đó giữ giùm chút nha anh. Ví dụ vậy. Ta rất là mất công. Mà những cái đó ta cứ cuộn tròn đời ta vào những cái suy nghĩ mất còn lợi dưỡng tiền năm vàng bạc. Ta đâu có thời gian ta tu.
Mà người không tu thì đời này khổ, đời sau cũng cũng khổ. Mà cái khổ này là hình ảnh của con rắn tự ăn nuốt lấy thân mình thôi, chứ không ai làm cho ta phải khổ hết nha. Nhớ giùm thầy. Như vậy thì hai cái này ta làm được không? Đây là những pháp thực hành thôi, chứ thầy không nói gì cho cao xa đâu. Cái thứ hai nữa là muốn có một đời sống chánh niệm, ta phải sử dụng lục căn của ta cho đúng. Lục căn cho đúng là gì? Khi nhìn, khi mắt ta nhìn một pháp, một đối tượng nào thì chỉ là nhìn, chứ không đem tâm tôi là người nhìn, anh là người nhìn, chị là người nhìn. Đây là thầy ví dụ con mắt thôi, còn những cái mũi lưỡi thân ý vân vân nó cũng đều làm y chang vậy cho thầy. Được không ạ? Chúng ta làm được không? Tức là ta có cái tính kỳ lắm. Tức là khi ta nhìn, ta cứ nghĩ mình là người nhìn, rồi chúng ta đâm ra sự ưa, ghét, thích, thú hoặc là chán ghét. Ta có sự phân biệt ngay khi ta nhìn. Còn với các bậc thánh, kể cả như Đức Phật, nhìn chỉ là nhìn. Nhưng một hôm có một anh chàng thanh niên nọ, anh cũng ít tới chỗ Đức Phật ở với Chư Tăng đó, ít tới chỗ Trúc Lâm tịnh xá. Anh canh Đức Phật coi như đi mà khất thực á, lãnh chạy ra anh hỏi. Và bạch Đức Cù Đàm chỉ cho con phương pháp tu tập. Thì Đức Phật mới kêu tôi đang đi bát. Đi bát là đi khất thực á. Tôi đang đi bát, tại sao những giờ tôi giảng pháp tôi nói thì lại không tới hỏi, ngay cái giờ tôi đang đi bát thì tới hỏi. Thì Đức Phật bỏ qua. Lần thứ hai cũng chạy ra hỏi. Lần thứ ba Đức Phật thấy cái ông này cũng có cái nhiệt tâm, thấy nhiệt tâm quá, cho nên Đức Phật mới dừng lại và nói rất đơn giản: ông có nhìn thấy được không? Dạ. Ông có nói được không? Dạ được. Ông có nghe được không? Dạ được. Tức là Đức Phật chú trọng vào cái lục căn. Đức Phật nói là khi nghe chỉ là nghe, ông làm được không? Dạ được. Khi mà nhìn chỉ là nhìn, chứ không có thấy người A nhìn, người B nhìn, tôi nhìn hay là anh nhìn, thì ông làm được không? Tức là tất cả cái lục căn, Đức Phật chỉ nói vắn tắt như vậy thôi. Chàng thanh niên này về bám theo cái phương pháp Phật nói đó tu tập, và sau này ông là một trong những người cư sĩ mà cự phách giúp truyền bá giáo pháp Như Lai đến cho tất cả mọi người mà ông đã từng quen biết. Đây là những cái lợi lạc vô cùng lớn. Chỉ bấy nhiêu thôi. Khi ta nhìn thì chỉ là nhìn, đừng có nghĩ tôi đang nhìn. Ta làm được không ạ? Ví dụ như bây giờ ta nhìn thấy cái màu sắc nó là màu đỏ, thì tôi luôn luôn chánh niệm tỉnh giác biết nó là màu đỏ, chứ tôi không đem tâm tham sân đối với màu sắc tôi nhìn được. Quý vị hiểu không? Rất dễ. Rồi chồng con cháu chắc của ta ở nhà cũng vậy. Ví dụ như ngày hôm qua ông làm những điều sai trái, nhưng mà ngày hôm nay ông đâu có làm điều gì sai. Vậy mà thầy ví dụ thôi nha, khi ta đi học về, khi ta đi chùa về, ta thấy ổng là ta quát đi ra ngõ sau, ta không dám nhìn ổng nữa, ta không muốn nhìn ổng. Nhưng mà ta quên một điều rằng là Phật dạy nhìn chỉ nhìn thôi, đừng để cho những cái trong này nó phát khởi. Quý vị nên biết phiền não mình nó có một cái chất liệu ngủ ngầm, khi ta tu tập tốt thì nó sẽ bị tiêu dung, ta tu tập yếu kém nó sẽ phát khởi ra ngay. Nó phát khởi ra ngay, cho nên ta phải cẩn thận từng giây từng phút chánh niệm tỉnh giác giùm thầy, thì ta mới có một đời sống hoàn hảo. Ta nghe nữa không ạ? Thôi hôm nay nó hết giờ, ta dừng ở đây, hôm sau ta lại tiếp tục nhé. Chắc có lẽ còn buổi nữa, hay là tới đây thôi là đủ rồi ha. Tới đây là đủ rồi. Bởi vì nói nhiều thì nó cũng dông dài thôi, thì ta chấm dứt cái bài có một đời sống ở đây cũng được. Rồi kính chúc quý vị có một cái buổi chiều thật là an gì? An toàn. An toàn.
an toàn khi đi. Quý vị nên biết rằng á, quý vị nán một chút xíu, quý vị nên biết rằng ta có chánh niệm ta an toàn lắm. Tại sao ta bị té? Tại sao ta bị ngã? Vì ta thiếu chánh niệm. Mà thiếu chánh niệm thì ta gì? Ta không có sự an toàn, phải không? Ta chạy xe ngoài đường, hay là ta đi làm, hay là bất cứ ở trong nhà, khi mà bị té là do thiếu chánh niệm đó, chứ không có gì cả. Ta đi từ từ, ta đi vững chãi, mà nhất là những người lớn tuổi thì ta phải luôn luôn duy trì cái năng lượng chánh niệm. Còn nếu không thì ta không an toàn đâu. Đó là cái điều mà cuối cùng thầy chia sẻ với đại chúng. Và quan trọng hơn nữa là ta tránh đi cái sự phiền toái cho những người khác. Thường thường chúng ta nó đau thì chúng ta không nghĩ tới đau thân, mà chúng ta cứ hướng không biết thầy với lớp học có ai đi thăm không nữa. Ta khổ cái đó nữa đó nha, còn khổ cái nỗi đó nữa đó. Tôi bệnh vậy mà không biết thầy có đi thăm không, quý cô, quý đạo hữu có ai biết không. Như vậy thì vừa thân với tâm là ta đau cái lãnh trọn hết, trọn gói luôn đó. Hướng về tâm tâm.